Đã quay trở lại với kênh của Mai nha. Chúc mọi người một buổi chiều thật là vui vẻ ha. Chiều hôm nay thì mọi người thấy Mai đang ở ngoài cái căn chòi của Mai không? Thì đợt trước á, Mai quay á, thì là chỉ có mỗi cái phần nền ở dưới thôi. Bây giờ là cũng đã dựng được cái phần khung rồi mọi người. Chắc tầm khoảng một tuần lễ là Mai sẽ dựng hoàn thành cái căn chòi này và sẽ quay clip ăn mừng căn chòi nhỏ của Mai nha. Tiếp tới thì Mai sẽ làm một cái khu vườn nhỏ ở đây. Mai sẽ cải tạo cái sau lưng nhà Mai sau cái ao này nè, sẽ làm căn chòi với lại làm khu vườn nhỏ để quay clip ăn uống với lại là trồng trọt này kia cho mọi người xem ha. Bởi vì là Mai không có giống anh Sang, Mai không có đi được đây đi được kia, Mai chỉ ở nhà quanh quẩn ở nhà để quay những cái clip bình thường cho mọi người xem thôi. Mong mọi người ủng hộ và xem video của Mai nha. Mai sẽ cố gắng làm cái căn chòi này lên, sau đó là cố gắng làm một cái vườn thật đẹp, trồng nhiều rau này kia quay cho mọi người xem á. Bây giờ thì Mai sẽ quay sơ sơ về cái căn chòi này cho mọi người xem nha. Ở đây là cái căn chòi của Mai nè mọi người, mới được cái phần khung ở trên thôi. Ở trên thì mọi người thấy là những cái thanh tre đóng như vậy thì Mai sẽ lợp lá nha, không có lợp tôn. Mới dự định ban đầu á thì Mai sẽ tính là lợp tôn, nhưng mà Mai suy nghĩ lại là cái thời tiết này á thì lợp tôn rất là nóng, với lại Mai không thể nào ngồi ngoài này nấu nướng và quay video cho mọi người được, cho nên thành ra là Mai sẽ lợp lá. Đây là cái miếng lá dừa mà Mai mua nè mọi người, mình sẽ lợp lên cho nó đỡ nắng ha. Lợp vậy thì nó sẽ mát, với lại là nhìn cái căn chòi của mình nó sẽ thơ mộng và nhìn nó giống như là ở dưới miền Tây đấy mọi người. Đây là chán được cái nền rồi, vài bữa nữa là sẽ ngày mai là sẽ bắt đầu là lợp lá lên. Đầu kia còn thiếu một cây kìa, đóng lợp lá lên xong rồi sẽ lợp vách bằng liếp mọi người. Khi nào mà làm xong căn chòi này á, Mai sẽ tạo một khu vườn nhỏ ở đây nha, quay clip cho mọi người xem trồng trọt này kia. Còn ở đây là một xe đứt đỏ mà Mai mua nè mọi người. Xe đứt đỏ này thì Mai mua để mình trồng rau á. Sau khi mà xây mấy cái khung lên thì Mai sẽ đổ cái phần đứt đỏ này lên, với lại là Mai sẽ trộn thêm một ít phân dê hoặc phân bò với một ít chấu vô nữa để cho đất nó tơi lên. Đất ở chỗ Mai á, thì mọi người thấy không, rất là cứng luôn. Với lại đất này là đất cát trắng á, thành ra là mình trồng cây này kia nó không có được tốt, với lại là nó rất là khô luôn. Cái đống đất đỏ này thì khi nào mà xây xong á, thì Mai sẽ đổ vô trong chậu nha. Còn bây giờ thì thôi, hẹn mọi người làm xong cái chòi thì Mai sẽ quay thêm nha. Đây là căn chòi của Mai, cũng đã lợp được cái phần mái lên trên, phần lá lên trên phần mái rồi mọi người. Ở trên thì Mai sẽ lợp bằng lá dừa nha. Đây, hôm nay cũng đã lợp được cái phần mái rồi, với lại phần vách thì Mai sẽ lợp bằng liếp. Đây là những tấm liếp mà Mai mua sẵn á, để về mình lợp thì làm vách á, thì nó sẽ tiện hơn. Ở đây thì Mai sẽ để một cái cửa sổ, người thấy không? Để cái cửa sổ vậy thì nó sẽ thoáng, với lại Mai sẽ đặt cái bếp ở đây á. Đặt cái bếp ở dưới này thì cái ống khói nó sẽ thông ra cái cửa sổ này, nó sẽ thoáng hơn. Khu ở khúc ở trên này thì Mai sẽ lợp lá luôn nha. Và bữa nó thì mới xong cái căn chòi này, bây giờ thì mới được một nửa thôi mọi người. Còn mấy bên hông vách đây á, Mai đóng ngang vậy nè mọi người. Còn khúc ở trên này mình sẽ lấy tre, mình đóng xéo qua xéo lại, đang xéo qua xéo lại. Mai sẽ quay xa ra cho mọi người xem cái căn chòi của Mai ha. Cũng sắp hoàn thiện xong rồi mọi người. Chắc tầm cỡ một tuần nữa thì sẽ xong luôn nha. Mai sẽ làm thêm một cái trái ra ngoài này nữa, để khi mà nấu nướng xong á thì sẽ ra ngoài này ngồi nó sẽ mát hơn. Con tên là gì? Tinh Ngọc. Tinh Ngọc á hả? Hả? Con tên là Bảo Ngọc. Con tên Bảo Ngọc. Rồi, bye bye ba đi, ba đi rồi cả. Bye bye ba. Bye bye ba, chạy, bố chạy xe dí theo ba đi. Chào con gái nè. Ba đi làm nha. Con gái nhà ngoan nha. Dạ. Rồi mẹ nha. Dạ. Nếu ba về ba mua bánh cho ăn nha. Dạ. Rồi bye bye. Rồi bố đi bye. Xe đạp, ba đi xe máy nha. Mốt lớn ba dắt đi đường nha. Rồi bố chạy đi, chạy theo ba đi. Bố theo đi nha. Rồi đạp theo ba nè, rồi đạp dí theo.
Cô dí theo bà đi nè. Rồi, ba đi mất tiêu rồi. Bye bye ba. Rồi ba mất tiêu rồi. Ba đi mất tiêu rồi hả? Ba mất tiêu rồi. Rồi. Thôi bây giờ thì Mai sẽ đi xuống sau quay cái nhà chòi cho mọi người coi nha. Bây giờ là Hậu sẽ phụ Mai gin cái mớ clip này đi xuống dưới đằng sau. Để Mai sẽ với Hậu hai người cột cái vách nhà chòi của Mai nha. Cái nhà chòi của Mai thì sắp làm xong rồi mọi người. Nặng không? Không hả? Bố đi cẩn thận nha con. Đây, hôm nay thì Mai sẽ bật mí cho mọi người xem cái căn nhà chòi của Mai nha. Mọi người xem Mai làm cái căn nhà chòi ở sau lưng này, một cái view rất là đẹp luôn. Sau lưng là đồi nha. Ừ. Rồi, thả nhẹ nhẹ xuống nha. Cái căn nhà chòi của Mai ấy, hôm giờ thì cũng đã dựng lên cái khung rồi. Với lại là phần vách cũng dựng xong hết rồi mọi người. Ở trên thì sẽ lợp bằng lá nha. Hậu với Hiền khiên qua kia luôn. Chị lợp cái phần vách bên kia cả. Cái vách bên kia thì Mai lợp có một tấm thôi mọi người. Một cảm thấy là nó rất là mỏng luôn. Thành ra là sẽ hôm nay còn còn dư vách á, sẽ làm thêm mấy bên hông bên này nữa để cho nó khít, với lại là mình che được nắng. Bỏ xuống nhẹ nhẹ nha. Cái căn chòi của Mai thì cũng chưa xong đâu mọi người, mới được có khoảng 70% thôi nha, còn 30% còn lại là chưa xong đâu, còn phải chán lên 3 cục gạch nha, cho nó bằng với cái phần cái cây bên hông như thế này. Mình sẽ lên 3 cục gạch để khi mà trời mưa nó sẽ không có tạt vô ở dưới, đi lên trên cái nền nó sẽ sạch sẽ hơn. Với lại là xây thêm cái chỗ này để mình đặt cái bếp nữa. Đây là căn nhà chòi của Mai nè mọi người. Hôm giờ thì Mai cũng không có quay lên cho mọi người xem á, bởi vì là Mai muốn là sau khi hoàn thành cái căn nhà chòi này á thì Mai sẽ rủ bé Trâm nè, Hiền nè, Hậu nè, bà ngoại, những người mà quay video đó về với Mai á. Cái gì vậy? Mọi người xem cái căn nhà chòi của Mai. Ở phía bên trên á thì Mai sẽ lợp bằng lá dừa nha. Lá dừa thì cái đầu tiên nó sẽ giúp mình là trong cái thời tiết nắng nóng này nó sẽ rất là mát. Cái thứ hai nữa, khi mà mưa xuống á, nó sẽ giảm được cái âm thanh mà tiếng mưa á mọi người. Nó sẽ giảm được cái âm thanh nó bớt to. Với lại là khi Mai quay video nó sẽ không có ồn ào. Bây giờ thì Mai với Hậu sẽ dọn sạch cái căn nhà chòi này nha. Để lạp cái phần vách bên này. Đây là cái phần clip nè. Chị cắt Hậu lôi ra nha. Kinh hai tấm quan kia đây. Mời kia. Nó mồi rồi cho cũng đó. Bên đây là cái phần clip mà mới dẫn được một tấm thôi mọi người, nó hơi mỏng á, Mai phải dẫn thêm nữa bởi vì là còn dư clip thì mình dẫn lần hai tấm cho nó đỡ phải mỏng cái vách nhà. Rồi, Hậu dẫn một tấm lên nha, dẫn qua đây. Hậu sẽ là người dựng cái tấm clip bên ngoài. Hậu sẽ dựng, còn là Mai sẽ dùng cái kẹp này được lại nha. Cái nhà này á, thì hôm trước là Mai có mướn hai anh để phụ Mai dựng cái căn nhà này. Bây giờ là đâu quá làm cùng. Ô, một tấm thôi, một tấm thôi Hậu. Còn tấm để bên này được không? Nó cao quá. Cao hả? Đây không cao đâu đó, vừa thích luôn nè. Rồi Hậu dựng vô nha. Chị học cách chạy chạy qua kia ta. Ông rồi ơi, ông con này tới kịp chơi đâu rồi. Coi coi cái chạy chạy nó nằm kia ta. Rồi học qua lại. Học qua lại để chị kéo. Học xuống dưới này Hậu. Xuống dưới này. Đấy cho coi. Đấy rồi, chú rồi. Thấy không? Coi coi có chỗ nào học qua đó đó. Ừ đó. Ha. Bố đi đây cho mẹ xiết lại. Mẹ xiết chạy đây. Hình như cái kìm này không phải là cái kìm xiết nè, chết không? Kẹp hồi là gãy luôn á, đứt á. Sao ta? Hôm bữa là mua cái dây đó là cái dây dây rút. Dây rút. Mà bên này không có cái kìm xiết đó, chắc phải tự lấy cây vặn quá. Lấy cây vặn. Nếu mà không chắc thì mình quấn nhiều cái.
Đó, vậy được rồi. Hậu dính nha. Để cắt thêm đó. Bữa đó là bố. À, ở dưới này hậu. Rồi. Hậu qua, hậu xuống dưới nha. Đâu rồi, đây nè. Ủa, đây, hậu bên đây nè. Ờ, đó. Ủa? Ủa? Ủa đâu? Không phải, xin lỗi. Không, hậu kéo ngang qua mới thuộc, đúng rồi. Bối ơi, cứ chừng té. Bối đi ra, bối, để mẹ làm. Đó. Tiếp lại. Ơi. Được rồi, buông ra nó có rớt không hậu? Không. Chắc không rớt hả? Cũng cứng lắm. Cứng không? Còn ở trên nữa. Còn trên tí mình buộc xong. Hậu xỏ xuống dưới hậu. Hình như cái dây kẽm này lại hơi ngắn một tí à. Thấy không? Xỏ đừng có xỏ ca. Hậu xỏ chỗ nào chưa? À, rồi thấy à? Rồi ơi, cắt cái dây kẽm ngắn quá nó rồi. Khi nãy thì dài quá. Giờ thì hơi ngắn một tí nữa. Rồi xuống dưới. Lộ dưới này. Hậu thấy không? Rồi đó. Hậu xuống như này. Không qua à? Không qua. Đâu rồi? Đâu không thấy rồi. Rồi thấy rồi đó. Hậu sọ nữa. Đâm mạnh mạnh lên. Đâm mạnh mạnh xuyên qua đây nè. À, cái cọng dây này nó bị cong vòng luôn. Cọng dây kẹm hậu đâm nó bị cong. Chặt chưa? Dạ chặt rồi đúng không? Rồi đó. Cái phần dưới này là sẽ chặt nè. Chặt. Bây giờ là Mai sẽ chặt cái tấm lưới kèm làm đôi nha. Ủa khi nãy là chị đo khúc nào quên mất tiêu rồi. Cái này là Mai cũng thấy anh hôm bữa anh làm nhà cho Mai mọi người. Anh nó chặt đó, bây giờ thành ra. Ơi Hảo, phải phụ gì chị Vĩnh? Vĩnh cho nó bằng. Đừng có bỏ tay hừng quá xích anh. Bỏ tay xích ra xa nha. Dễ chứ cũng sợ mọi người. Mình cũng phải xích tay ra xa tí. Bối đi ra bối. Đi ra ra đi đứng sau mẹ nè. Nói chung là mình phải cố gắng. Đàn ông làm được cái gì phụ nữ sẽ làm được cái đó nha. Hình như là cái này muốn xúc ra. Rồi, xúc đi. Rồi, chăm rồi. Sao? Em nghe đâu lỗ tai đó. Đâu lỗ tai. Nghe bong. Phải chặt mạnh mới được mà. Rồi, xúc lên. Đem ra ngoài hậu. Đem ra ngoài đi. Cầm hết đó. Coi chừng nó rớt nha. Tại vì mình chặt đôi ra rồi á. Nó dễ xuất ra đó. Bằng không? Xếp cho bằng nha. Đậy cái chân người bên này xuất vô hậu. Chân người này đá xuất vô. Rồi nha. Chị sọ đây nha. Sọ kẹm mà trước đi. Cái cao trước đi ha. Coi hậu sọ cái này coi. Ai sọ cái gì vậy? Mẹ, ai bỏ cái gì vậy? Mẹ ơi mẹ. Ai bỏ cái gì? Ủa? Buộc á. Mẹ ơi mẹ. Ủa rồi buộc chứ. Mẹ ơi mẹ. Sao ta? Buộc từ dưới lên trên chứ. Ai bỏ cái sợ gì sao vậy? Ta cái khúc này mẹ sao? Mẹ ơi mẹ. Cái gì? Bối nói nhiều vậy bối. Ai bỏ cái gì vậy? Ai bỏ đây hả? Dạ. Trời ơi, bữa ta làm ta đem ra đó, bố không đem vô giùm mẹ. Ôi giời, cột chứ. Được chưa? Sao để dính cục này
để nó đi cho nó, nói chung là vậy là mình cột phía dưới được rồi. Mình cột cái khúc này á là mình cột thêm một lớp thôi, cái lớp trong là nó chắc là được rồi. Rồi khúc dưới nha, quá chưa sợ quá. Bữa đây bữa đâu rồi? Thấy chưa? Đâu không thấy. Đâm dưới á. Không thấy nha. Ờ thấy rồi. Chưa. Rồi. Tiếp bên kế bên hậu. Một tấm mỏng có hai tấm cho nó dày ha. Đó, hai tấm vô là dày hẳn luôn rồi. Cao quá hậu, xích xuống. Xích xuống cho nó bằng cái này. Ừ. Không, ý là em cần cái cần để có cái đầu cột đây nè. Đúng rồi. Cột thẳng lên trên luôn cũng được. Mấy cái anh thợ, hai cái anh kia mà tại nhà cho Mai mà tới đây mà thấy Mai cột mấy cái này chắc đau đầu chết luôn quá. Do là hôm nay người ta nghỉ mọi người. Với lại là Mai cũng đang gấp là cần làm nhanh cái nhà này để quay video cho mọi người xem á, nhưng mà vẫn chưa có làm xong. Thành ra là Mai phải tự làm luôn. Mới đây nè. Yeah. Hai cái luôn hả? Ừ, hai cái luôn. Mới đây. Cái đó nó hay quá. Bây giờ là tiếp tục Mai sẽ chặt tấm thứ hai nha, để lợp cái phần vách bên này nè. Bên hông bên này thì nó có một tấm thôi mọi người, mình lợp hai tấm cho nó dày luôn. Hậu cầm chặt nha. Dạ. Yeah. Chặt cái này là mình phải ra sức thiệt mạnh luôn á. Rồi xuống lên. Chặt nó đi. Chặt. Chưa sức nữa hả? Rồi đó. Lấy tấm kia cho chị chặt tiếp, chặt cho nó hết luôn. Còn mình mất cột luôn. Giữa. Con thấy bên này dày chưa? Không phải. Giữa này nè. Rìu của anh Sang đi đâu mọi người. Coi vậy chứ nó bé quá nha. Mấy phát cái nó hết trơn luôn. Nè, nè, nè. Nè, nè. Nè, nè. Nè, nè. Nè, nè. Nè, nè. Nè, ngoài đi xa trong nhà lắm em ngủ rồi. Con mau bóng chơi mượn nè. Mượn màu cam. Wow. Đúng. Mà. Mày chặt kìa. Trời ơi chặt nó không. Chặt cái mày. Ma cu ma cu về. Ma cu ma cu. Má cô, má cô.
Nãy giờ không biết. Trời chặt mấy tháng luôn mới đứt. Kẹm đâu rồi? Lấy kẹm, cắt kẹm. Bây giờ là Mai sẽ làm tiếp phần vắt bên này nha. Nãy giờ là xài dây kẹm không à. Có một bó dây rút mà không biết. Hình như là thấy cái bó này nó ngắn rồi ta. Hậu coi nè. Ngắn thấy không? Ngắn nè, phải nối hai cái vô. Đó, phải hai cộng mới được. Đúng rồi, cái dây rút nó dễ rút hơn ha. Nó siết chặt hơn. Đúng là khi nào mình nghe thiệt chứ. Ủa, chưa gắn vô nó hả? Hậu gắn vô đi. Nối hai dây vô. Đó, phải sợ hai dây vô. Nè Hậu, xiên xiên giùm chị nè. Rồi, nãy giờ là Mai với Hậu cũng đã dựng xong cái phần clip bên này rồi mọi người. Đây, phần clip bên này là cũng đã dựng xong hết rồi nha. Vậy là cái vách của Mai cũng đã hoàn thành xong hết rồi. Ở trên cái nhà này á, thì mình sẽ lợp bằng lá dừa. Đây, bây giờ là để cho Hiền với Hậu sẽ dọn sạch sẽ cái nhà này giùm Mai nha. Đây, Mai sẽ quay xung quanh cho mọi người xem. Mai làm như vậy thì nó sẽ thoáng, với lại khi mình nấu ăn á, nó sạch sẽ, nó thoáng hơn tí. Hồi đó thì Mai hay xuống nhà bà nội quay, bởi vì nhà bà nội có một cái bếp cho Mai nấu ăn, rất là dễ nấu luôn. Với lại là Mai thường hay thích nấu ăn bằng bếp củi mọi người. Hôm nay thì đã có chòi rồi, chắc có lẽ bây giờ thì Mai sẽ ít xuống nhà bà nội hơn, dành thời gian cho cái căn chòi của mình nấu nướng ở đây nha. Sắp tới thì Hiền với Hậu sẽ nấu nướng với Mai nhiều hơn. Đây, sát bên cái căn chòi của Mai thì có một đám bắp. Đây là cái đám bắp tím của Mai trồng này mọi người. Hôm nay thì cũng đã có trái rồi. Hôm trước thì Mai có đăng lên đó thì có nhiều cô chú anh chị mình cứ kêu Mai là lặt bỏ cái trái bên dưới dục đi để cho cái phần trái bên trên nó sẽ to. Cái bắp nó sẽ nuôi một trái, nó quả nó to và điều hoạt hơn. Nhưng mà thôi kệ mọi người, mình cứ để hai quả luôn. Tại vì năm ngoái Mai cũng có trồng một lần rồi, cũng để hai quả mà cái quả cũng rất là to và cao luôn. Ở đây có thêm một cây, cái này là cái mận đó mọi người. Đây ra đọt rất là nhiều luôn. Sát bên cái căn chòi của Mai nhìn vậy thôi chứ cũng trồng nhiều trái cây lắm nha. Mấy bên kia thì Mai trồng ổi. Mọi người nhìn cái cảnh view của chòi Mai nè. Có đồi nữa, phía xa xa là đồi. Mới làm thêm cái trái này ra đây mọi người. Nấu xong á thì mình sẽ ra ngoài đây ngồi ăn nha. Đây, sạch sẽ rồi đó. Sạch chưa Hiền? Đây, vài bữa nữa là mình sẽ làm tưng da nhà chòi nha. Vậy là hai chị em Mai cũng đã có một căn chòi nhỏ để cho hai chị em Mai nấu ăn, nấu nướng này kia rồi mọi người. Hậu sẽ là người tới thưởng thức những cái món ăn chị với Hiền nấu nha. Vậy là cái căn chòi của Mai cũng đã làm xong rồi nha. Hôm nay thì Mai kêu Hiền với Hậu lên đây để phụ Mai làm cái phần vách để dựng cho nó hoàn thiện cái căn chòi luôn mọi người. Do là cái căn chòi của Mai á thì mọi người cũng đã biết rồi, Mai có nói với mọi người về cái căn chòi này rất là nhiều rồi, nói đi nói lại thì chắc loay hoay cũng hơn 2 tuần rồi mọi người, gần 1 tháng rồi á. Thì bây giờ đó mới dựng xong được luôn, nhưng mà cũng chưa có hoàn thiện đâu, cũng mới được 80% mà. Bây giờ thì Mai sẽ đãi cho Hiền với Hậu ăn món chân gà. Yeah. Ăn chân gà nha. Yeah. Hôm nay thì Mai sẽ cho Hiền với Hậu ăn chân gà. Sắp tới thì sẽ có nhiều clip ở trên cái căn nhà chòi này cho mọi người xem nha. Bây giờ thôi, ba chị em Mai sẽ đi vô nhà làm cái món ăn này để mình ra ngoài đây ăn mừng căn nhà chòi của Mai sắp hoàn thiện xong nha. Đây là mâm chân gà mà Mai đã xé xong hết rồi nè mọi người. Bây giờ thì mời mọi người cùng ăn chân gà nha. Ở đây là gồm có là lưỡi tai heo nè, rồi chân gà rút xương nè, chân gà nguyên cái nè. Đây, mẹ cho bối cái này nha. Dạ. Mừng mẹ. Mừng mẹ. Rồi, đây là nước của bối nha. Ở đây ăn chân gà thì sẽ có 3 loại sốt, 3 chai sốt. Mỗi người một chai. Đây, Hậu tự khui tự độ luôn đi. Yeah. Mày sẽ đổ chai sốt này ra. Chai này là chai nước chấm chứ phải là chai sốt, chai muối á. Yeah. Hay là hai người chung một chai đi. Ăn vậy thấy phí quá à. Hai người chung một chai đi. Hiền với chị chung một chai đi. Ra ba. Nước chấm này không biết đủ không ta? Cay hả? Gà cay hả bố? Cay hả? Trước tiên ăn chân gà thì mình sẽ uống nước nha. Thì lại làm mệt quá. Cay không bối? Cay. Cay thì bố đừng ăn nữa. Bây giờ thì Mai sẽ mời mọi người ăn chân gà. Chân gà này là chân gà chưa rút xương. Hậu ăn đi Hậu, ăn cái nào lấy. Chân gà rút xương nè, gọi tay heo nè. Chân gà chưa rút xương. Em ăn chân gà rút xương. Đây, mời mọi người nha.
Này, chấm. Con mời tất cả mọi người nha. Mời tất cả mọi người nha. Ngon thiệt luôn á. Mềm mềm. Nước sốt ngon. Chân gà này nó có vị mềm mềm dai dai. Ừ. Ăn cơ sực cơ sực đã. Ăn qua chưa? Lần này em ăn là lần thứ 3 tới 4. Lâu rồi em mới ăn lại á. Ở ngoài trường như có bán loại này đúng không? Nhưng mà nó không bằng cái này. Ngoài trường là cái bịch màu vàng vàng. Dạ. Cái loại chân gà mai mua nè mọi người. Chân gà này thì là chân gà Siam Food. Chân gà của Việt Nam mình làm mọi người, chứ không phải là những cái hàng của Trung Quốc đâu. Mai cũng đã có tìm hiểu kỹ về cái loại chân gà này, cho nên là Mai mới mua. Đây, mời mọi người thêm một miếng nữa nha. Nước sốt ngon thì chắc. Ừ, cái cây ha. Cái cây chua chua, ngọt ngọt. Bốn nó ăn, uống nước quá trời luôn. Cay quá hả? Cay đừng ăn nữa nha. Món ăn này là món ăn ăn nhanh gọn lẹ. Đợi khi nào mà cái ăn trường của Mai hoàn thành xong á, Mai sẽ làm Thảo với Hiền muốn ăn món gì? Nghĩ coi. Ăn món gì đơn giản? Cơm tấm đi. Dạ. Cơm tấm. Ha. Dạ. Nướng thịt, ăn cơm tấm. Làm cho mỗi người một dĩa. Khai trương cái bếp mới của Mai luôn mọi người. Bối ăn uống nước chữ rồi bối. Cay quá thì đừng ăn nữa con. Ăn kèm với rau này cho nó ngon. Nước chấm này càng ăn nó càng ngon á. Nước chấm hải sản. Ừ, nước chấm này nè. Chấm hải sản ngon á. Giờ Mai sẽ ăn qua tới. Ngon lắm. Chân gà rút xương. Đây mời mọi người nha. Thì cảm ơn nha. Bơ mới. Nhiều. Nhiều. Mưa cưng nhiều thì có bơ nha. Chân gà rút xương này mà vẫn còn có xương kìa. Người ta rút không kỹ. Cuộn với rau. Hôm nay thì không muốn kêu bé Trăm mọi người, do là chiều rồi đó. Mai làm biến qua bên nhà Trăm. Hôm nay thì rủ Hiền với Hậu lên phụ dẫn cái vách á. Mẹ mẹ nè mẹ nè 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 nè. Trời quá trời luôn. Đi ăn đi cuốn vô. Ăn thử nè. Mẹ mẹ nè 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 nè. Mua con nung muốn bay nữa. Bây giờ Mai sẽ ăn tới lộ tai heo nha, lộ tai heo. Đây mà mọi người nha. Ăn kèm miếng ngâu luôn, miếng ngon thiệt chứ. Dạ. Cái lộ tai heo này mọi người, Mai thấy là nó giòn hơn cả chân gà rút xương luôn á. Bối. Dạ sực 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 quá giòn luôn. Ừ. Ừ. Cuộn với rau ngon á. Ăn đỡ ngán. Nhìn thấy ăn chân gà rút xương. Mát kẹp. Ai cần không? Còn mọi người một miếng lớn nha. Một ai cần không? Con chạy luôn. Đây là cái chân của bối. Ai cần? Một ai cần không? Cầm đây miếng kia miếng. Mai mới vừa đổi cái hướng ngồi mọi người. Rồi hướng này thì mọi người sẽ thấy cái view là view đồi. Cái căn trời của Mai á, dựng thì nó sẽ nằm hướng đối diện cái view ở đồi nha. Và bữa nữa là Mai sẽ làm tới vườn rau. Chị trồng rau hả? Ừ. Để nào bữa em lên phụ chị. Ừ. Thế nào mà trồng á, kêu Hậu em phụ. Ừ. Khi nào xúc bức đó nha. Kêu Hậu phụ xúc. Hậu xúc vô trong cái xe rùa.
Thôi chị gãy. Chị Dương Hiền sẽ ban ra. Và bữa nữa mai sẽ xây cái khung của mọi người. Lấy gạch xây từng khung để mình đổ đất vô mình trồng rau. Mai trồng đủ các loại rau luôn. Trồng dưa leo chứ làm mấy cái vàng trồng dưa leo luôn. Chắc làm bự lắm à. Ừ. Mai mua nguyên xe đất luôn. Mua nguyên xe đất đỏ. Đó, chấm nước chấm gì nè. Mai lẻ. Chấm này chấm chấm cua, chấm thịt gà. Ngon ha. Dạ. Chấm nhiều cũng đâu có bị gì đâu. Nói chung là vừa ăn đó. Chấm nhiều cũng ngon. Nó không có mặn. Ngọt chua chua, chua, chua. Anh Sang ăn chân gà là anh Sang khoái nhất là cái cục này nè Hậu. Đúng không? Dạ. Hậu đi theo anh Sang là sẽ biết. Cái phần ở trên mấy cái ngón chân á thì anh Sang không thích nha, nhưng mà thích nhất là cái cục này là kiểu gì? Cụ lận ha. Em biết. Đúng rồi, cục lận. Không giòn ha. Em có thích ăn cục này á. Ăn chân gà là cái chỗ đó ngon nhất luôn á. Để ăn chân gà là anh Sang cắn cái đầu đó đầu tiên. Ăn hết mầm rồi. Dạ. Ăn được hết rồi. Duyên sắc luôn. Đúng rồi. Hiền ăn được hết rồi. Món này là món khoái khẩu của Hiền hả? Dạ. Hậu có kêu món là món khoái khẩu của Hiền nè. Mà sẽ ăn tới chân gà rút xương. Bối điện cho cô Hiền ăn. Bây giờ là sẽ đổi nha. Kêu bằng cô Hiền. Chú Hậu. Quẹt. Đây. Chấm nhiều cũng ngon đúng không? Dạ. Mai sợ mặn. Nó không có mặn đâu, nó vừa ăn. Đây. Con mời tất cả mọi người nha. Trời, đã chưa? Đó. Một miếng lớn này chị Mai. Giòn. Người ta heo là giòn nhất luôn á. Cảm ơn mọi người nha. Dạ. Ăn chân heo với độ tay heo. Ừ. Ăn chân gà với độ tay heo. Sợ mình không cần bỏ xương luôn. Cay lắm, bố không ăn đâu. Thế là mẹ chưa đem bánh ra cho bố không chịu đấy. Ừ. Ăn được một lát cay rồi. Không chịu cay rồi được nha. Không chịu cay rồi được chẳng chắc chút. Cái căn chồi của Mai mà sau khi làm xong á là cái đám bắp của Mai mọi người. Nó cũng lớn rồi. Lớn luôn, có trái luôn. Lúc đó là Mai sẽ làm có trái rồi á. Lúc đó là nó già luôn rồi, nó già được ăn luôn á. Tại vì là căn chồi của Mai làm xong thì chắc một tuần nữa mới làm xong, nhưng mà không, chưa có ăn được đâu. Khi nào mà cái vườn rau trồng cái vườn rau lên đó thì trái bắp mới già. Lúc đó thì Mai sẽ làm món chè bắp nếp cho Hậu với Hiền ăn thử. Dạ. Yeah. Món ăn qua chưa? Chưa. Cầm đấy vậy nè. Chiều nay ăn hết cái mâm này nè. Vậy còn ăn cơm không? Phải ăn cơm luôn á. Đỡ tốn cơm. Ôi Sang thì vừa mới đi quay rồi mọi người. Thế là anh Sang đi quay đó. Là 2 giờ chiều. Đi quay ở tối trong rừng luôn mọi người. Hôm nay thì anh Sang lại đi sinh tồn nữa. Chấm nhiều lắm nó cay. Mới đầu ăn không có cay nha. Em thấy ngon á. Mà ăn càng ăn trời nó cay. Càng ăn càng thích nè. Ăn giờ thấy cay đó. Bố cay không? Nó ăn miếng mà nó uống nước quá trời luôn mà không cay, uống nước no bụng luôn quá. No bụng ngon. Khá nói kìa. Cay đó thấy không? Ăn cơm nướng này nha.
Dạ. Ủa cái này là của bối đúng không? Của bối á. Trời ơi, coi nó cạp nè. Không muốn nói luôn à. Ở đây là tổng cộng là Mai mua có hồi nãy xé bao nhiêu ra? 15 cái chân gà. 15 cái chân gà. 15 cái chân gà rút xương. 5 cái tai heo. Ăn sắp hết rồi đó. Gắn hết một chị nha. Dạ. Chơi còn hơi bỏ nha. Ừ, đi vô chơi đi. Bố bối cũng đã bỏ cuộc rồi mọi người. Bây giờ là chỉ còn ba chị em Mai thôi. Cay quá mà. Bố bỏ cuộc luôn. Còn mấy cái đâu. Đổ thêm một chai nữa. Ăn nhiều chứ ạ. Nó ngon quá. Mà bây giờ là chị chấm vô đây chưa hết luôn nè. Nè. Nhiều vậy hay. Cái chai nước chấm này nè. Ngon. Khi nào mình mua về mình luộc gà lên á. Cái chấm ngon lắm luôn á. Cái chấm này nó ngon cho gà luộc. Rồi gà... đồ nướng. Đồ nướng. Hải sản. Hải sản nữa. Là hết sảy luôn. Trong má này vẫn khoái nhất là cái chân gà này ha, đúng không? Đúng rồi. Ăn ngậm ngậm xương vẫn khoái hơn. Chưa như cái lỗ tai heo. Cắn được hai cái hết, con này mình được gặm đã. Giờ này người ta hết thả diều. Hồi nãy có người thả diều á. Cái này dạ. Buồn, cái này buồn buồn đem nghe nhậm rồi vậy á. Đem đi nhậu quá. Chị ăn xong cái này là chị no luôn rồi đó. Nãy giờ là Mai không biết là Mai ăn được bao nhiêu cái luôn mọi người. Em thấy cho Mai ăn cũng nhiều mà. Ừ, nhưng mà không có đếm, không biết được nhiêu cái luôn á. Để coi coi đếm đây còn nhiêu cái. 2 nè, 4, 6, 7 cái. Có 15 cái chân gà. À, ăn hết 8 cái. Còn cái của bối bối. Chân gà đốt xương là còn 3 cái. Tai heo còn có cái, tai heo 5 cái. Hồi nãy chị ăn một cái nè. Em ăn một cái. Hậu ăn mấy cái? Ba. Ăn hai cái. Còn cái đúng rồi, là 5 cái. Nãy giờ là Mai cũng ăn hết rồi mọi người. Bây giờ là sẽ nhường cho Hậu với Hiền ăn nha. Rồi. Ăn Mai ăn khá là nhiều luôn á, nhưng mà không có đếm nổi là bao nhiêu cái hết á. Cuối tập. Hả? Cuối tập cái chân đó. Bố cặp cái chân đó hả? Dạ. Thôi chân này cay lắm, bố đâu có cặp được đâu. Mới chạy đi vô nhà xong cái khóc chạy ra đi tiếp. Sao khóc? Sao nãy bố khóc? Bố cắn đầu của bộ. Bộ đánh vô đầu bố hả? Dạ. Phải không? Dạ. Gì nét ba nghe nha. Dạ. Nó kêu bà ngoại đánh vô đầu nó không. Sao đánh vô đầu của bố dạy? Để một lát vô mày hỏi nha, phải không nha? Dạ. Phải đánh đầu bố không nha? Dạ. Rồi bố ngồi đây chơi nha. Dạ. Ăn đi Hiền. Hiền ăn xong chuyến này là sẽ kiểu như là gọi là hết thèm gà nữa. Món khoái khẩu của Hiền là chân gà rút xương mọi người. Đợi khi nào mà cây cốc của chị mà nó già đó thì chị sẽ làm một mâm chân gà cốc trộn với chân gà mọi người. Nhà Mai thì có một cây cốc trái cũng khá là nhiều luôn á. Đang trái tầm đất đâu đó thì này nè mọi người. Khi nào đợi nó già sẽ hái. Gì vậy bố? Rồi. Dạ. Rồi. Dạ rồi. Lấy khác đi, kệ đi cái đó cho anh chó ăn đi. Nè. Còn mấy cái chân gà luôn nè. Ăn hết nội rồi mọi người. Cho chị uống miếng. Thôi chắc bây giờ Mai cũng tạm dừng clip tại đây nha. Hẹn mọi người ở video tiếp sau. Sau khi mà Mai làm xong cái căn chòi đó thì Mai sẽ chở bé Trâm sang. Rồi sẽ làm một món cơm tấm ăn tân gia căn nhà chòi mới của Mai nha. Từ giờ trở đi thì Mai sẽ có một căn nhà chòi để mình quay clip rồi mọi người. Mọi người nào mà có mua mật ong á, thì cứ liên hệ cho Mai số điện thoại bên trên nha. Mai có bán nguyên tổ mật ong thùi nè, hoặc là mật vắt ra Mai đều có bán hết nha.
Thôi bây giờ Mai cũng tạm dừng và hẹn mọi người ở clip sau nha. Bye bye.